Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Đình, đã có 10 năm kinh nghiệm về đầu tư bất động sản và sau đây tôi chia sẻ những cái chiến lược đầu tư bất động sản hiệu quả. Chiến lược đầu tiên là chiến lược mua sỉ bán lẻ. Như chúng ta đã biết, bất động sản là một cái dòng tiền rất là lớn, vì vậy cái việc mua và đầu tư như thế nào đó là chiến lược của từng cá nhân, của từng người, phù hợp với từng cái mục tiêu chiến lược đầu tư của mình. Cái chiến lược đầu tiên đó là cái chiến lược mua sỉ bán lẻ. Cái chiến lược này thì phải phụ thuộc vào những cái dòng tiền, dòng vốn của mình và mình muốn đầu tư với bao nhiêu thành viên. Ví dụ mình muốn góp với một số thành viên còn lại để mình mua 30 lô với một cái giá của chủ đầu tư họ đã phân lô và có pháp lý rõ ràng, thì điều đó sẽ là đưa lại một cái lợi nhuận và sẽ mua lại ngay khi mua. Nhưng nếu mà cái chiến lược thứ hai đó là chiến lược mua nhà cũ để sửa, đó là một trong những cái chiến lược cũng rất là hiệu quả và Đình cũng đã từng sử dụng. Chiến lược mua nhà cũ là một cái chiến lược mình phải mua những cái nhà phải có được cái nhu cầu ở thực, vì cái chiến lược đó là một trong những cái chiến lược nó có cái dòng tiền ổn định và cũng như là cái chiến lược đấy là cái thanh khoản rất là cao, nó đưa lại cái sự an toàn cho mình nhưng mà cái lãi vốn thì nó không được cao, mình lại bỏ một cái thời gian để sửa lại. Trong cái thời gian đó thì mình mất 5 tháng, 6 tháng, 1 năm là tùy thuộc vào cái mức độ sửa chữa của mình cũng như tùy thuộc vào mình muốn bao nhiêu tiền lại ở cái sản phẩm đó, và mình phải đưa ra một cái chiến lược thời gian cụ thể là mình quyết định mình lãi bao nhiêu để khi mình quay được lại cái dòng tiền, để mình quay được lại cái dòng vốn nó nhanh hơn. Đó là một trong những cái chiến lược Đình cũng đã áp dụng rất là hiệu quả. Chiến lược thứ ba là mình phải dùng đòn bẩy tài chính. Cái dùng đòn bẩy tài chính này thì dùng cho rất là cái nhiều sản phẩm trên cái nhiều hạng mục khác nhau, nhưng mình phải nhớ rằng cái chiến lược dùng đòn bẩy tài chính là một con dao hai lưỡi. Vì vậy trong nhiều cái vấn đề mà cái lãi ngân hàng nó cao, thì nếu như những cái chiến lược đó mà mình dùng cho những cái sản phẩm mà dài hạn thì nó không phù hợp. Bởi vì khi những cái sản phẩm dài hạn mà mình dùng đòn bẩy tài chính thì khi mình muốn thanh khoản, cái mức thanh khoản nó thấp thì mình bán lại thì nó không có cái từ thanh khoản, thì cái đó là một trong những cái sẽ dẫn đến rủi ro cho cái bản thân mình cũng như cùng nhà đầu tư cùng. Đó là một trong những cái chiến lược. Và vấn đề dùng đòn bẩy tài chính thì có những cái chiến lược mà mình mua ở các chủ đầu tư cũng rất là hay, bởi vì hiện giờ đang là cái bất động sản đang gặp trong những cái vấn đề là đứng lại trong cái vấn đề dịch. Vì vậy nếu như chúng ta dùng được cái đòn bẩy mà mua một chủ đầu tư mình chỉ bỏ 30%, còn 20% còn lại thì mình dùng đòn bẩy tài chính ngân hàng, nhưng mình phải tính được dòng tiền mình thu nhập như thế nào và sẽ đóng vào những cái quỹ tiếp theo. Đó là một trong những cái điều mình cũng phải tính toán và đưa ra một cái hoạch định cụ thể về tài chính. Một cái chiến lược tiếp theo đó là tìm những cái bất động sản bán gấp. Cái này vào thời điểm này thì rất là phù hợp, bởi vì những cái chiến lược này thì dành cho những cái người mình phải có một sẵn một cái lượng tiền, phải để một cái lượng tiền cụ thể nào đó. Khi mình có một cái lượng tiền cụ thể rồi, mình chỉ để đấy và nhìn những cái bất động sản thực sự họ cần tiền họ bán gấp. Ví dụ như họ đã gặp về tài chính vay ngân hàng, hoặc họ gặp vào những cái vấn đề kinh doanh gặp khó khăn trong cái vấn đề trả lại ngân hàng, cũng như là vấn đề là mua để họ mở rộng kinh doanh các cái mặt hàng khác. Và đặc biệt như là cái thời điểm này thì cái dịch thì nhiều người họ không tính được cái tiền, và nhiều người, rất là nhiều người đang còn bán với một cái giá rất là gấp và giá rất là thấp, cũng như muốn mua được những cái sản phẩm tốt nữa. Thì anh chị chúng ta hãy nên liên hệ với những cái người làm trong ngân hàng, vì khi làm với trong ngân hàng thì cái bài toán ăn chia chúng ta là cũng phải là rõ ràng, bởi vì khi đó là có những cái sản phẩm mà đến ngay ngân hàng họ cần phải thu, thì nếu như mình gặp thương lượng được với cái người làm trong với ngân hàng và mình mua trước khi là ngân hàng đến xử lý thì mình sẽ ăn chia với người ở trong ngân hàng. Và Đình cũng đã làm cái điều đó, và điều đó cũng là một trong những cái rất là hay. Mình đã đưa lại được những cái kết quả để mình ngoài sự mong muốn. Ba là cái chiến lược là vốn đầu tư. Cái vốn đầu tư này thì mình phải lập công ty và mình tạo một đội nhóm để mình tạo một cái vốn đầu tư. Bởi vì có nhiều cái bất động sản càng lớn thì cái giá thành, cái mức lợi nhuận càng cao, vì khi bất động sản càng lớn thì chúng ta sẽ tạo được cho chúng ta những cái vấn đề về tài chính, là có nhiều người, cái khách hàng họ không mua được những cái sản phẩm đó, và khi họ không mua được cái sản phẩm đó thì mấy cái lượng tiền nó quá lớn, cái tệp khách hàng nó quá ít, chỉ dành cho những người đầu tư lớn, thì mình phải góp lại một số thành viên cũng như mình phải lập công ty để dòi một trong vốn mức độ nào đó. Bởi vì một cái sản phẩm 10 tỷ thì cái lợi suất nó sẽ thấp hơn, nhưng sản phẩm 3-40 tỷ thì cái lợi suất nó luôn cao hơn
rất là nhiều so với những cái sản phẩm rẻ như thế. Và cái chiến lược mua phân lô bán nền, mua phân lô bán nền là một trong những cái chiến lược hiện nay không khuyến khích. Vì vậy anh em nếu mà ai mua phân lô bán nền thì cũng phải cẩn trọng về cái vấn đề pháp lý, bởi vì nó phá vỡ đi cái quy hoạch. Và nếu như là muốn làm thì mình phải làm theo cái chiến lược là 1/500, mà trong cái 1/500 thì một trong những cái thủ tục nó khá phức tạp. Vì vậy Đình cũng không khuyến khích cái vấn đề đó, phù hợp vào những cái cách thức đầu tư của các anh chị. Và một cái vấn đề tiếp theo đó là đầu tư ven đô. Đầu tư ven đô thì đó là một trong những cái đầu tư dài hạn với điều kiện là cái thanh khoản rất thấp, nhưng mà cái dòng tiền thì nó lại không có. Nhưng mà về dài hạn thì nó rất là ổn định, vì khi mình mua mình bỏ một cái lượng tiền rất là ít. Ví dụ như bây giờ mua trong cái trung tâm thành phố thì mình mua 10 tỷ, 20 tỷ một cái sản phẩm khoảng được 200 mét hoặc 10 mét thì mình bán, à 100 mét vuông thì mình đã bán trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, nhưng trong hàng tháng ấy mình vẫn có thu nhập cái hàng tiền đấy để mình trả lại cái lãi ngân hàng nếu mình vay. Nhưng nếu mà mình mua ngoài vài ba hẹt mà mình lại 10 tỷ, 20 tỷ đấy thì chúng ta sẽ không có được cái dòng tiền hàng tháng, và cái quy hoạch nó cũng rất rủi ro. Nhưng mà với cái thiên niên kỷ 10 năm tới là một trong những cái thiên niên kỷ ô tô, và nó sẽ phát triển rất là nhiều về cái vấn đề là quy hoạch đường xá, giao thông, thì cái chiến lược mà đầu tư dài hạn cũng là một trong những cái chiến lược rất là hay. Và vì vậy Đình cũng khuyến tất cả các anh chị hãy đưa ra những cái chiến lược đầu tư hợp lý cho mình, ngắn hạn, dài hạn, trung hạn, tùy thuộc vào những cái bất động sản cũng như kế hoạch tài chính của mình để mình đầu tư một cách hợp lý nhất. Với riêng Đình thì Đình cũng đầu tư dài hạn, ngắn hạn và trung hạn, nhưng Đình vẫn luôn ưu tiên về dài hạn, bởi vì bất động sản bây giờ không còn là một cái kênh mình đầu tư gọi là ngày hôm nay là mua hoặc là mình bán đi gọi là ăn thôi sổi ở thì nữa, mà mình phải có một cái sự đầu tư kế hoạch rõ ràng cụ thể, cũng như là phải có cái đầu tư dài hạn cho mình để mình làm sao đó tạo được cái giá trị đi cho cái người sử dụng, cũng như là tạo được cái giá trị để cho mình trên những cái sản phẩm đó đưa đến những cái tay người dùng một cách hiệu quả nhất trên cái sản phẩm mình tạo ra. Đó mới là cái điều tuyệt vời nhất trong cái xã hội cũng như là trong cái sự phát triển. Và Đình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Đình sẽ chia sẻ vào những cái đầu tư, những cái chiến lược hoặc những cái video sau.